thọ khen bảo giám khình các sinh. Cách trừ bỏ thủ dâm. Thủ dâm rất dễ phạm, đã phạm rất dễ nghiện, đã nghiện rất khó bỏ, nhưng không có nghĩa là không thể bỏ được. Nếu có ý chí kiên quyết, sức mạnh tinh thần và phương pháp hợp lý thì có thể bỏ được sự thủ dâm nói riêng, cũng như dần chế ngự được tà dâm nói chung. Bất cứ thứ gì trên đời, nếu ta nhận ra nó không có giá trị như ta nghĩ, nó không phải thứ ta cần, thì ta sẽ không còn thích nó nữa. Thủ dâm, tà dâm cũng như vậy. Điều đầu tiên để đoạn trừ thủ dâm là nhận thức ra tác hại của nó. Kể cả khi ta đã nhận thức được điều này, thậm chí đã phải trả giá trong thực tế, thì sự thủ dâm vẫn tiếp tục chi phối trong ta một thời gian nữa, bởi nó thực sự có ma lực. Bạn có thể thất bại sau những lần cố gắng đầy quyết tâm, nhưng đừng nản lòng. Nhận thức được vấn đề và muốn từ bỏ, đó chính là giác ngộ. Điều này vô cùng quý giá, vì không giác ngộ thì chả bao giờ giải thoát được. Cái bạn thiếu bây giờ chỉ là công phu mà thôi. Cứ chiến đấu với nó. Dù bạn có phải thua bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn là bạn đang mạnh lên. Rồi sẽ có ngày nó khuất phục dưới chân bạn và bị bạn đá bay ra khỏi tâm hồn. Các bạn có thể bỏ dần tật xấu bằng cách giảm dần tần suất xem phim và thủ dâm. Bạn cũng nên ít giao du hoặc nhìn những người ăn mặc hở hang. Đừng để thời gian nhàn rỗi vì nhàn cư vi bất thiện. Cũng đừng nên ở trong phòng kín cửa vì sẽ dễ lạc bậy. Thuở xưa các cụ bắt con cháu khi chưa lập gia đình phải ngủ ở gian giữa nhà, chứ không được nằm trong buồng, chính là để ngăn ngừa tật xấu tai hại này. Thật sâu sắc. Bạn chớ nên bi quan. Nếu kịp thời sửa đổi, chúng ta vẫn có thể vãn hồi. Hãy châm đọc các kinh sách giới dâm sẽ khiến bạn nhận thức rõ ràng về sự tai hại của tà dâm. Do vậy, lòng càng thêm kiên quyết từ bỏ nó. Người thợ làm tên có thể uốn mũi tên cho thẳng. Bạn cũng có thể uốn tư tưởng và ý niệm của mình trở về những mục tiêu cao thượng và trong sáng. Tìm cho mình lý tưởng cao thượng để theo đuổi. Đọc các sách dạy về lễ nghĩa, về những tấm gương cao cả sẽ nuôi dưỡng chí hướng và tâm địa bạn trở nên trong lành. Niệm Phật là một cách tốt để thanh tịnh tâm. Niệm A-di-đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ-Tát. Vì tâm không thể cùng lúc nghĩ hai việc, bạn chèn danh hiệu Phật vào giữa những ý tưởng tác loạn thì ý nghĩ bậy bạ sẽ loãng ra. Tâm bạn đục, danh hiệu Phật trong. Bạn càng đổ nhiều nước trong vào nước đục thì độ đục sẽ giảm đi. Đến khi nào nước trong rất nhiều mà nước đục rất ít thì như gáo bùn đổ vào biển lớn thanh tịnh cũng chẳng thể làm nước biển dơ đi. Người tuy hôi nhưng ướp hương sẽ bớt hôi. Người đang sạch mà đứng cạnh đống rác cũng lây hôi hám.
Trong tăng đoàn của Đức Phật có nhiều người khi chưa xuất gia phạm nhiều tội tà dâm hoặc tham sắc dục, như ngài Nan Đà, ngài Liên Hoa Sắc, ngài Gia Xá, nhưng nhờ hổ thẹn và gần gũi đạo sư quyết tâm giải thoát nên đều chứng thánh quả A-la-hán. Hãy niệm Phật bất kể khi tâm bạn thanh tịnh hay ô nhiễm. Bạn đừng sợ niệm Phật trong khi tâm nghĩ bậy bạ là có tội. Nếu bạn không niệm, bạn mới có tội. Còn bạn niệm trong khi bạn nghĩ bậy, có nghĩa là bạn còn muốn quay về đường thiện. Đức Phật là lương y, niệm Phật là thuốc, là để chữa cho người bệnh. Khi người bệnh khi lên cơn không uống thuốc vì sợ bất kính với thầy thuốc thì có phải là khôi hài không? 3. Hãy thực hành các phép quán bất tịnh. Do đó mà ham muốn sắc dục nguôi dần, hãy lao động và tập luyện thân xác. Do vậy, nó sẽ bớt ham muốn và trở nên ngoan ngoãn. Tập cho mình một lối sống lành mạnh và yên tĩnh. Hạn chế lui tới những chỗ ồn náo để tránh loạn tâm. Có rất nhiều cách tùy theo đặc tính của mỗi người mà chọn cách nào phù hợp. Hãy yên tâm. Khi ta có ý nguyện muốn đoạn trừ hành động sai trái đó, thì nhân duyên tốt đẹp sẽ lại mở ra. 4. Tập luyện dưỡng sinh và bồi bổ bằng thực phẩm và thuốc. Bạn thử tập một tuần, rồi tăng dần một tháng, một năm, vân vân. Không thủ dâm, không xem phim, rồi để ý sức khỏe xem nhé. Nếu các bạn giữ được một tuần, thì các bạn sẽ thấy sức khỏe cải thiện ngay. Từ đó thêm lòng tin để tăng dần thời gian gìn giữ tinh lực. Các bạn hãy tập dưỡng sinh, những bài giúp cường kiện thận và chịu khó các thuốc bổ uống đều theo chỉ dẫn của lương y. Nhưng việc uống thuốc và dinh dưỡng phải đi kèm với tiết dục và tránh xa những yếu tố kích thích, nếu không sẽ phản tác dụng. 5. Các bạn cũng nên tập dần ăn chay và ít ăn thịt cùng rượu bia, vì chất thịt và bia rượu cùng gia vị họ gừng, tỏi, hành, hẹ, v.v. làm người ăn tăng trưởng dục vọng. Hãy ý thức rằng bạn đang chữa, đang giành lại tương lai của mình. Vì vậy, khi bạn có thể giữ được một thời gian và thấy tinh lực sung mãn hơn thì đừng để mất. 6. Giới sát phóng sinh, giới dâm. Bạn có thể sinh hoạt điều độ và đúng mực với vợ chồng mình nếu bạn đã lập gia đình, nhưng chớ nghĩ bậy bạ. Bố thí thuốc men, thực phẩm an ủi làm mọi người vui vẻ an tâm, cứu giải tai nạn cho chúng sinh. Đó chính là phước lành để trường thọ khỏe mạnh và an vui. Nếu bạn lo mình yểu mạng thì hãy chăm làm những việc đó. Đèn tuy sắp tắt vì sắp hết dầu, nhưng nếu đổ thêm dầu, đèn sẽ lại sáng. Thọ mạng tuy ngắn mà làm những việc thiện trên nhiều thì sẽ gia tăng. 7. Thường khuyên mọi người làm thiện, truyền bá điều lành, kiên quyết ngăn trừ điều ác, tư tưởng sai lệch, bạn sẽ tích phước và tiêu trừ nghiệp chướng nhanh hơn. Bạn có muốn được tướng mạo đoan chính đẹp đẽ, có nhiều uy lực, vợ hay chồng cũng đoan trang quý phái, con cái hiền thảo, không ai có thể phá hoại không? Hãy siêng làm việc thiện và tu phước đức công đức một cách đúng pháp nhé. Bạn đừng nghĩ rằng tại sao ta lại bỏ qua cơ hội tà dâm với người kia. Tiếc quá, đó là một mỹ nữ hay mỹ nam. Việc tà dâm chính là ăn trước trả nợ sau đấy bạn. Và trong kinh điển, Đức Phật ví kẻ si mê với một người ngu ngốc. Y thấy người ta nêm muối vào canh thì ăn vừa miệng, nên nghĩ rằng muối tạo ra vị ngọt. Y liền đổ thật nhiều muối, nhưng chỉ thấy mặn chát. Ái dục điều độ và chính đáng đem lại chút hạnh phúc, nhưng đâm đầu vào và đi tận cùng chỉ thấy cơn khát, lo sợ và hoảng loạn mất phương hướng mà thôi.
bạn cũng không thể giữ được mình sạch sẽ nếu môi trường xung quanh ô nhiễm vì tất cả đều liên đới nhau. Do vậy, muốn thanh tịnh mình, ta phải góp phần làm thanh tịnh thế giới. Sự thanh tịnh thế giới bắt đầu từ thanh tịnh tâm mọi người. Thanh tịnh tâm mọi người bắt đầu từ thanh tịnh tâm ta. Thanh tịnh tâm ta bắt đầu ngay bây giờ và chính tại đây. Đó chính là trước phải lập chí hướng. Có chí hướng mới có thể tu sửa mình. Tu sửa mình rồi mới có thể khiến nhà mình an ổn. Khiến nhà mình an ổn mới có thể đem lại thái bình và lợi ích thiên hạ. 8. Tại sao bạn cho mình quyền lừa gạt, dụ dỗ, chiếm đoạt và khinh bỉ đối tượng bạn muốn tà dâm và gia đình của họ? Tất cả chúng sinh đều bình đẳng và sẽ đều thành Phật vị lai. Cuộc đời chỉ là một ngôi trường cho ta trải nghiệm và qua đó giúp ta tôi luyện những phẩm chất cao quý, trả những nợ duyên nghiệp ta đã tạo và tham gia một phần vào công cuộc nuôi dạy chúng sinh của tạo hóa. Vậy mà bạn tà dâm, bạn dám nghịch thiên đạo, khinh khi chư Phật tương lai, hãm hại con cái của trời đất. Cổ nhân nói, nghịch thiên giả vong, thuận thiên giả tục. Thuận thiên, thuận theo đạo lý của trời đất thì được tươi tốt vinh xương, mà nghịch lại sẽ khô héo diệt vong. Vậy hằng ngày nên dành thời gian nào mình thanh tịnh và không bị làm phiền, hãy phát tâm ý cao đẹp đến mọi người rằng tôi sẽ làm bạn lành của mọi chúng sinh, che chở bảo bọc chúng sinh và dẫn dắt chúng sinh khỏi con đường hiểm. Tôi nguyện góp chút sức mọn này, sinh mạng ngắn ngủi này để thực hiện theo hạnh nguyện và con đường của chư Phật Bồ Tát. Dù thịt nát xương tan, thân hoại mạng chung, tôi không chùng bước, không đổi ý chí. Ý nguyện cao đẹp như luồng thái dương quét sạch bóng tối và ảo ảnh ma loạn trong lòng các bạn. 9. Làm gì cũng phải có thầy hay bạn giỏi, nếu không mình sẽ dễ thối lui. Một đốm lửa không chọi được với gió, nhưng một đống lửa thì không sợ, thậm chí gặp gió còn biến thành một đám cháy to. Nếu có một mình phải chống lại cám dỗ và tật xấu thì ta chỉ là một đốm lửa đương đầu với gió mạnh. Nhưng nếu có bạn bè đồng tu cùng chí hướng thì ta dễ vượt qua hơn. Bạn nên tìm một đạo tràng nghiêm túc để xin kết bạn đạo cùng tu tập. Cũng có thể vào các diễn đàn trên Facebook, giờ có nhiều hội hay như hội bảo thân tiết dục, hội thọ khang bảo giám, hay bạn vào trang www.tinhthuquan.com, nơi phát hành tài liệu chính thống tiếng Việt của Tịnh Tông Học Hội, mà đọc rất bổ ích cho bạn.